Một đàn chim nhỏ xinh đang ríu rít tíu tít trên dây điện. Đột nhiên bỗng có một con chim lớn bay tới đậu ở giữa, phá vỡ bầu không khí ồn ào, rồi thế là dây điện trùng xuống phía dưới, những chú chim ở hai bên bị trôi xuống theo quán tính. Bọn chúng cực kỳ phẫn nộ và khó chịu, tất cả là tại